Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua và sáng nay đã gây tình trạng ngập nặng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ngay trong tối qua, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại thành phố Đông Hà, nơi mưa lụt đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Có mặt tại hiện trường một số điểm bị ngập lụt nặng tại thành phố Đông Hà, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan khẩn cấp tăng cường quân số tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, đồng thời tăng cường lực lượng di dời một số hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Từ chiều qua, trên địa bàn thành phố Đông Hà có mưa lớn lên tới 300mm, làm cho nhiều khu vực bị ngập nặng, một số hệ thống kênh mương cống rãnh không kịp thoát. Các tuyến đường như Lê Duẩn, Lê Lợi, Tôn Thất Thuyết ở thành phố Đông Hà bị ngập cục bộ từ 0,5m trở lên. Riêng tại phường Đông Lễ có 2 người dân bị nước cuốn trôi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đông Hà. Từ chiều qua đến sáng nay, mưa lớn làm nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà bị ngập lụt cục bộ, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào gây ngập nặng, làm hư hỏng tài sản. Trong đó có 2 người dân trú tại khu phố 2 phường Đông Lễ bị nước cuốn trôi. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi, động viên gia đình anh Phạm Quốc Việt có vợ và mẹ bị nước cuốn trôi. Đồng chí cũng đã yêu cầu các cấp chính quyền và các ngành chức năng thường xuyên ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để xử lý ứng phó hỗ trợ kịp thời cho người dân, không được chủ quan, nhất là về ban đêm, cần có sự cảnh báo đối với người dân cũng như người tham gia giao thông tại những nơi có cổng thoát nước lớn, nguy hiểm,